Nhiều đứa thì em quay ok xong anh nhắn tin xin em video, em nói chị chẳng biết video nào của em hết, thấy đưa bộ trong đưa mồ cái mặt mình nói là gì nhá. thì đó. Em hỏi đi, với chị lấy em mấy giờ, thứ mấy là chuẩn nhất? Bây giờ mà nói mặt là chị vô, chị không biết đưa mồ đưa mồ hết. Mấy môn đi mà họ chụp hình họ gửi qua họ nhìn thấy nên nhiều em sợ bỏ lỡ. Sao từ lớn chiếc đeo của ta nó chỗ tổng là nó cay ra luôn. Móng Mà lúc nào tay nó cũng dữ em biết vậy không, á. móng tay chị yếm dài với lại úp, còn móng tay của chị là ngửa này, để ý rồi. Lily em cầm cái bóng đèn về phía chị sắp sáng xí được không? Cảm giác hắn tối quá thầy. Em xong chưa? Cho là lấy liền á. Sao bé nằm xa đúng không? Nhìn được không bạn? Nhìn được con mụn nó hoa cả mắt rồi rồi. Hay ta. Chị bé nằm xít qua đây xí. Đúng rồi. Thôi cái bông đi, tối phải. Anh mà ngồi đây, ngồi phía bên đi mà quay được nữa với đau khổ ấy. Cái chấn sáng á. Như là nó mát của ta. Ừ. Chẳng còn mấy miếng sáng nữa. Có bóng chứ. Mụn mình quay là toàn mụn nhỏ nhỏ ri đây, chứ không có mụn to giống như lon đâu. Anh hèn. Luyện nhiều ký kia. Anh chị không quay mấy cái to to như chị lon. Rồi kêu mụn thì lon đâu có phần. Trên trán nhìn đi mà không có hèn. Vậy anh quay à thôi. Nó lại bị nạt nữa. Lên đi mọi. Chắc đi giao đồ. Đóng rành khó tính nhá. Đấy. Luyện. Cảm ơn. Em mỗi lần nó không làm chị động cứ nhìn nhìn. Không thể cho mình linh nhắn à. Mình tự lưỡng con nạt luôn à. Thức khổ. Nhiều. Em bị nạt lại chứ. Thôi, mệt quá. Là thứ hai dân nhiều đời á rứa đó nâng như nâng trứng á. cái chú hai nhân viên hiểu cảnh của chị Loan.
khách đợi luôn rồi. Có này nhỏ thì chắc chồng bây giờ chị lên quay mày. Có mình nữa thôi. Em đi nói anh là anh có thể nghiêng nghiêng cái máy chí đừng có chắn ánh sáng của em được không? Đó. Sợ anh không nhìn thấy á. Thầm mệt. Hồi trưa có bà bé chị lấy á, muộn cũng được. Mà do kiểu đợi chị lo lâu quá nên chị vô chị làm nên chị không dám quay. Nhưng nhìn cũng kiểu lúc nhìn vô không có muộn nhưng mà lấy ra cũng ari đây. Mà nhìn con to hơn á. Giờ tự dưng mình nhảy vô mình lấy giúp rồi. Quay nữa sợ không ứng á. Chị thấy bà đợi lâu quá rồi chị vô chị nói chị làm cho. Mấy phút đây? Wow. Đi răng đủ ta. Cố gắng từ từ. Có gì đây? Ôi, mua chị Loan chị vô chị coi chị thấy một người người chị nát cho. Hy vọng nó đủ cho mình. Lại quay nữa phần. Được quay con đấy. Có một đá này. Đi lành lắm. Chưa. Cần hơi đau nha. Tỏi với sữa. Mũi này.
xin lắm. Có được rồi.